Ôi ta. Bạn nhìn thấy nó rồi. Có con dao chọc đây giờ nó không xuống được nữa rồi. Con tô à? Ui con tô à? Ừ. Ừ, cua đá, đây mình làm cua đá. Con cua đá, không cua đá. Cũng vậy, con không, đấy, nhưng con này nó kia nó cắp nó già hơn. Ừ. Con này già nhỉ. To chưa mọi người? Cháu đi. Ừ, ngon lắm đây. Nhưng mà ta ăn cả cứt. Yeah. Bắt cua đá cháu về chứ. Nó nhai hết. Mua cà mè đen trị xương khớp. Hãy liên hệ kênh Huy Anh TV. Số điện thoại Zalo 0972267710 mọi người nhá. Xin mời tất cả các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lại mấy bác cháu mình lại đặt chân đến một miền sơn cước để bắt những con cua ở trong rừng nha mọi người nhá. Thì không biết hôm nay có bắt được không, nhưng bác Thông lại còn muốn tách đoàn đi đánh cả chim nữa. Sở thích của chú Thông là đánh chim. Đúng rồi. Trần Thông xin chào tất cả các bạn và mọi người nhé. Theo dõi bước chân của bác cháu tôi hành trình hôm nay lại về miền sơn cước đầy nắng gió và đồi núi. Đồi núi mênh mông che phủ cả cuộc đời tôi. Trần Thông xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là bác không ra kia đánh chim à? Ừ, bác cháu chở bác ra. Không, bác đi khắp miền, khắp chỗ. Khắp chỗ à? Ừ, chỗ nào. Còn cháu với anh Trung sẽ đi vào sâu bên trong. Bây giờ cứ đi đi. Còn để bác xem có cua không? Còn bác đi, bác cứ đi. Còn các cháu đi, cứ đi. Chú có liên lạc có sóng không? Có sóng không? Có, sóng đây. Có sóng, có sóng, lúc sóng đấy rồi, sóng lại để cho đây. Điện thoại đây rồi. Bỏ đây rồi. Không có lúc là mất đấy sóng lại không liên lạc được nhau. Đi nhá. Đấy nhá. Hành trình chung chở bác đi đoàn. Ừ. Cháu tiến vào trước đằng trong kia. Không được, bác đi bộ ra được mà. Xa phết đi, chú lấy đồ keo kia. Xa lắm đấy. Ôi xe bộ. Xa phết đi. Cái gì chứ mày ông thư. Hôm nay thì với một số dụng cụ thô sơ thì không biết anh em mình có bắt được ít cua được không. Nhưng mà cứ thử nhá. Vừa xong gặp một chú ấy bảo vệ ở đây thì chú bảo ở đây là mùa nước lên như hôm trước ấy là cua lên rất là nhiều. Nhưng hôm nay nó chui xuống mà rồi. Đấy. Lúc đầu vào là chú ấy tưởng anh em mình đi đánh ong nên là chú không cho vào. Bởi vì ở đây là vườn keo của chú ấy. Hôm trước có một số đội đánh ong là vào đây là chặt cả keo của chú xuống để đánh ong. Chặt hết rồi. Vì họ không trèo được, họ phải chặt xuống ấy. Từ từ, kia còn nhá. Kia kìa, em thấy chưa? Ừ. Kia còn nữa kìa. Thế bây giờ 1, 2, 3 mỗi ông bắt một con nhá. Con nó thụt vào má mất. Kia còn nữa kìa. Ừ. Ô cua, ba con. To quá thế. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng. Kia. Em bảo, từ. Đây. Cái con này đẹp thế ông ơi. Con. Nhưng mà con kia to hơn. Ba con. Ừ, bình tĩnh. Ừ, con cua này đẹp nhỉ. Thôi. Bình tĩnh. Hãy bắt con to trước đi. Nắm cua lắm, mỗi một mảng của một con. Thôi nó vào rồi. Con to vào mất rồi. Đây rồi. Bắt không? Không. Con này như con tôm rừng anh ơi. Đâu? Cái tôm rừng đây. Con tôm rừng này. Ui, con tôm rừng này. Bỏ vào đây anh. Đây. Đây cầm em cầm đi. Anh đưa cái móc đây, đưa cái móc cho em. Móc đi như. Ừ nhỉ. Em vừa cầm ra. Ôi con trôm to thế. Anh đưa cái chuồng này, em sấn một phát bắt được con này luôn. Em giữ được nó rồi. Giữ được rồi à? Giữ được rồi. Cẩn thận sấn vào tay. Không mang đi được à? Ừ nhỉ. Thôi sao. Ở trong tay nải bác Thông mất rồi. Đâu? Tay đâu? Tay em, ngón tay em đang ở đây. Theo ông sấn vào tay. Cẩn thận sấn vào tay em. Ê nhiều cua thật đấy. Nhưng mà cua này là cua gì? Mình lần đầu tiên nhìn thấy ấy. Cua này cua núi. Không biết nãy có quay được mọi người nhìn thấy không? Không, nhỏ lắm. Con ấy nhỏ quá. Lên tay chưa? Lên con tay chưa? Quay đi. Lên chưa? Chưa. Rồi từ từ bình tĩnh để em móc. Ý vẫn còn lớp đất dày lắm. Đây. Nào vào thì á kêu nhá. Á được mận ngón tay rồi cơ. Nó đây rồi. Thì đây nó đây rồi. Kiểu nó lát bét rồi. Không. Lát sao được. Thấy chưa? Đấy, một con đầu đâu, tiên. Đâu. Đây, cái cua này. Đây, con cua này. À, một em. Làm sao nó ấy nhỉ? Cua đá anh ạ, giống cua đàm ấy nhưng mà càng nó lại vàng. Ờ, cất đi. Túi đâu anh? Túi đấy. Túi đâu? Túi này sợ nó rách mất. Cứ bỏ vào đi, có hơn không? Có hơn không? Đây, con nữa đây. Vàng chóe nhỉ? Vàng chóe luôn, hai con. Dung nạo của anh Trung ạ. Bắt con to đi chồng. Bắt con to ở trên kia đi. Đâu con nào? Con to vừa lại ở trên kia vừa lại nhìn thấy này. Cứ dung to là dã. Đây này nó vẫn nhìn thấy rồi. Đây này, cái dung to này. Cho thắt vào, cho thắt cam vào. Thôi nó thụt rồi. Dung to này kìa. Ừ. Được. Chạy đi đâu nào.
Ôi thôi, nó thính lắm, định quay nhưng mà nó thính lắm, thụt vào luôn. Thôi, lát con cua rồi. Nát đâu? Đây. Đây mà. Ôi con cua lột, nát rồi. Chồng thúc và nó chết rồi. Thế à? Yeah. Phí nhỉ? Không sao. Không sao, ăn được. Tí rửa qua cái đất tí đi. Rửa đi. Này. Vàng con này to luôn. Nhỉ? Thúc phát chết luôn. Thúc và phát rơi cả bụng. Nó thụt vào ấy, nếu mà nó không thụt vào thì bắt sống rồi. Cua này đẹp nhỉ? Ừ, cua này cua đá ấy. Cua đam đây. Nhưng mà càng nó lại màu vàng. Chỗ mình nó màu xanh. Được không, được không? Đi, cho lắm rông vậy. Được không? Rông bùn thì tao được, tao được. Xong to rồi. Trôi nhá. Sâu lắm. Đi. Móc được, sắn cho em cái tay hậu, em móc luôn. Móc cua là nghề của em. Gì? Cái gì? Hỏi cái gì? Chỉ móc cua ấy cần là cái gì? Que sắt đâu? Que sắt đây. Từ từ có đất nó lấp. Anh cầm cua đi, em cầm gương cho. Thắp cho anh Trung một nén. Đây đang thắp đi như hương đang cháy. Thắp rồi. Đây được con. Chạy mát. Chạy vào mát. Đây, xoay này. Ê, tối lắm. Thấy chưa? Cắn cua chưa? Rồi. Ơ. Thôi. Ơ, từ từ từ, nhanh nhanh. Nhấc nhấc lên lên này. Em vẫn nhìn thấy chân nó đây. Đây rồi, trời ơi. Giờ thì chạy đi đâu? Đấy. Chạy đi đâu? Đây. Cắn cua này lạ nhỉ? Ồ, con này không phải cua đá. Tía xong rồi nó chỉ trắng trắng, bạch bạch nhờ. Đợt trước mình bắt cua đá khác mà nhỉ? Ờ, màu tím tím. Con này về làm cảnh mất. Để đây cho các bạn chim nữa. Ăn thử đã. À. Còn kia cứ nhơn 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 nữa mình. Khốn nạn lắm, cứ đợi lúc nó ra. Cái này khả năng ấy. Khả năng hôm nọ bảo mang mắm tôm đi quên. Ừ nhỉ, quên không mang mắm tôm. Mang mắm tôm khéo để bên ngoài đây là khéo nó chạy ra nó ăn ấy. Ờ, mình chặn. Nhờ. Có mà được, phải có nước chứ. Không. Được gì không? Yeah, được đấy. Cái này làm hơn hả Huy? Trên đấy nhiều. Em thấy có mà nó đùn luôn ấy. Thấy có mà đùn này. Ở đây cũng có mỗi tôi không đào được. Đây đây xem nào. Yêu đẹp nhở. Đây. Yêu đẹp thế. Đúng con cua đá, cua đam chỗ mình. Đâu. Đẹp nhở. Đấy. Ông quần cả con gì đấy? Cả con chấu mà chú ấy chú bảo đây. Đây nó màu tím to lắm. Nhỉ. Ý dồi ôi. Con này ăn mấy con có mà vựa mà. Trông như châu bái. Con này con đực. Con cái nó to lắm. Thế ạ? Ừ, có cho cả. Bắt hết. Ui. Kẻ càng đi em. Ừ, cái thằng này. Muốn để cả càng. Để chim ngưỡng à? Chim ngưỡng. Cái này nhảy mất. Về nhân giống. Nhân giống vật nuôi. Anh cầm lấy anh thử đào của tông này không ạ? Đây anh. Nhanh không? Thụt xuống mất à? Đây rồi. Từ từ từ. Nó thụt xuống mét cơ. Mét cơ? Dùng sâu lắm. Loại này nó đào sâu mà. Thôi, thụt thật rồi. Đi. Thôi. Đeo nhỉ? Lên. Đưa em sấn đất. Lên lại nát bét. Nó lên đến đây rồi mà. Ừ, từ. Cho ngón tay vào. Cỡ sấn đi lên. Nó lấp mất rông. Một thằng giữ thằng. Thôi, từ từ. Đây. Yeah. Anh bảo lên đến đây rồi mà. Tí nữa còn đang mọc tiếp. Đấy. Chơi trong này luôn này. Đâu? Tông nào nó cao cao, sấn xuống nó vừa em ạ. Đúng rồi. Cái dơm nào nào này. Tầm 1 mét thôi. Nãy em bắt được con kia nó mà nó ở trên. Ở lui trên, trên đầu này, xong là sấn xuống dưới đây là vừa. Em thọc tay xuống phát là nó tới đáy luôn. Cái tông nào trên, cái cao. Vâng, đây. Nó sờ vào nó rồi. Thấy chưa? Anh thọc đi. Thọc sấn đi, lấy cái này sấn đi. Mất ngón tay ấy. Không, mất ngón tay. Em thọc ngón tay giữa vào rồi. Đây, em cầm cho. Đây, tay em đang đúng như này luôn. Sấn đi anh. Đừng sấn mất ngón tay em là được. Nhẹ nhé. Á phát là thôi nhé.
ngón tay thôi. Đẩy ngón tay trong đây rồi. Đào tiếp. Lúc này chẳng 6-7 con rồi, 5 con gì? 5 con, 5 con, anh hai. Chờ được mấy? 3 con từ đầu tiên rồi. 4 con. Em bắt được 4 con. 4 con, lại 6 con. 6 con. Đích phải con cu. Ừ. Hò mình như thật. Không, đây không biết có phải cái tàn cua không? Đâu, đấy, anh sờ vào xem. Không, không. Đá. Nó sao? Từ. Sắp tới rồi, nếu mà là nó thì tới rồi. Tại mình thọc từ trên xuống rồi. Đâu. Hey. Một con trên bờ, còn một con chui ở đây rồi. Một đôi luôn đó. Một đôi luôn. Đào trong này đi anh. Dung này nó ngang ngang, đào bằng được cho em. Đây, thân đây. Ok vào. Đây bắt đường con. Với hai con tôm rừng đây. Hai con tôm rừng mọi người ạ. Ngon vậy, sao một con đen một con xanh. Không biết, kiếm một bữa này ăn này. Mình cứ tưởng chỗ mình không có mà chỗ mình cũng có này. Đẹp nhiều con cua đẹp thế, trông cầm lên túi bóng này. Lên, nãy anh lên xe không lấy cái túi to hơn. Tí quay lại xe lấy cái túi to hơn. Phải một túi tôm, một túi cua chứ nhỉ. Đúng rồi. Dậy à. Dậy rồi à? Đây. Bắt sống hơn một đôi mà. Dậy rồi. Lên. Được chưa? Lên. Chết đi. Đi đâu cho thoát em. Không có con to nhỉ? Không có con to như nắm tay nhỉ? Con to thế là sâu. Ờ. Đấy. Mình chỉ đấy. Bắt được cái bọn này thôi. 8 con. Đừng nuôi canh kìa. Ôi đi. Chịu khó đi vô ít tôm rừng ấy. Cái loại này thấy bảo ăn ngon lắm. Em chưa ăn bao giờ. Anh chưa ăn bao giờ. Thấy chú chủ rừng chú bảo trước nhiều lắm mà họ bắt hết rồi. Mình không biết. Cứ bảo chúng mình không có. Xuống đâu? Đây. Giữ được cái chân đấy rồi, móc đây. Ít đi. Móc đây anh, em giữ được chân đấy rồi. Móc rồi. Đây, vào đây. Chấn vào đây. Em móc, giữ được cái chân rồi. Anh đang đào cái đồng kia. Thế, tí đào. Nó không đi lên được. Chưa từ. Cô còn dao anh bắt đầu nhá. Không biết. Đào cua đã tính chắc. Ra sao? Xin lỗi đi. Ô, cái gì đây? Tuột rồi sao ấy? Nè, tuột rồi. Nó còn đấy đấy. Con này không sâu đâu. Anh biết không sâu? Đoán. Đây ư? Đây rồi. Đau đi. Từ. Nhấc tay ra bà ra. Không, nhấc tay em nó chạy. Bà ra. Đoán. Ui, con tô à? Cua đá, đây mình làm cua đá. Con cua đá, không, cua đá. Cũng vậy. Con đấy, nhưng con này kia nó cắp. Nó già hơn, con này già nhỉ. To chưa mọi người. Không thấy bảo bọn này to gần như nắm tay. Nếu mà cua trên đồi chỗ mình ấy, là năm ngoái em bắt được con to như nắm tay. Không, lại lấy cua khác. Thế á? Đây, anh nhìn thấy chỗ. Thấy rồi. Thụt cũng bắt được cái rồng này. Em nhìn tuyệt nhỉ. Mắt cú vộ. Không ăn rồi. Đó, nấp cả dưới lá cây này này anh ạ. Trông này sâu đấy. Sâu đấy. Sâu cũng bắt được nó. Nhìn thấy là bắt bằng được. Chính trọng trong này rất lắm. Ừ. Cứ mỗi một rông là một con cua. Hôm vào trong cái hang em với bác Thông lạc ở đấy cơ. Có một cái dòng suối nha, cua đúng như lỗ tổ ong. Đây rồi, nhìn thấy con cua đây rồi. Nhưng mà vào trong đấy mất sức lắm. Trong cái rồi. Và sâu vào quá. Trong suối sâu lắm. Lạc. Lạc. Nếu vào đấy mà bắt có khi mình mang bì đi mà được. Đùa chứ hôm bị lạc đúng như khóc luôn đi. Móc của anh rồi. Cái móc của anh đâu? Đây. Cái này giờ nó lẫn với đấy rồi. Lẫn với đất rồi. Đất. Khó nhìn. Già. Ấy. Thôi dụng mất càng rồi. Thôi không cần. Cái càng con này là con này cũng to. Con này chắc anh em nhà nó đấy. Lấy luôn, thu hoạch luôn. Ơ từ đây, đây có lông đùi. Không? Đâu. Đây, cái này là đùi đúng không? Chính nó. Đùi đúng không? Biện luôn. Ừ. Đây rồi. Càng này. Chưa càng thì chưa, ngộ ngoại chưa? Rồi, em thấy nó ngộ ngoại rồi. Lên. Đấy. Nhanh thế. Ô Vy ơi, cầm túi à? Thôi. Đằng này còn dài lắm anh ạ. Chuyển vậy à? Chuyển ra đây. Ok luôn. Đâu vậy, như thế nào vậy? Đi thẳng đi. Cầm
vậy? Bội thu rồi. Bây giờ chưa kiểu gì được túi trâu hàng cân. Hàng cân cơ à? Cân là không được, nhưng mà nếu mà đi vào trời mưa thì chắc nhiều lắm. Ừ. Nhớ, mưa quay lại đây nhá. Để ý ong nhá. Thật đấy. Không tìm được dao béo ơi. Không tìm thấy nó lẫn vào đất rồi. Nếu sang chúng bắt được 3 con ở cái đây, bắt được 3 công. Nó thập trò cửa hàng lấy que chọc phát dưới là nó lên. Kinh vậy. Đây một rồng, đây rồng, đây rồng, 3 con. Đi tìm dao cho trời sấn nhưng mà không tìm thấy. Thôi chơi tay vậy. Ai Huy ơi. Đó. Cô này. Đâu? Quay lại này. Vào đây đi. Ý dồi ôi. Đấy. Ơ, đây. Đây như kiểu thông hào ấy. Con này bé. Bé hả? Béo cũng dạ đi. Cái này như kiểu hào ấy. Đào để tác chiến. Nhiều phết nha mọi người. Ui. Để 20 con rồi. 20 con rồi. Đúng như thông hào luôn nhỉ. Thu phết rồi nhỉ. Ôi thu phết rồi đấy. Pi. Nhanh vậy. Nhanh vậy. Ý con bé á. Cũng bật. Bắt à. Ô đây. Cũng gàng đây. Bắt hết. Mình có nuôi nó được ngày nào đâu. Nhiều nha. Nhiều lắm. Lại túi lại để trong tay này bác thống đi chết. Tí điện bác thống quay lại thôi anh Trung ạ, nhiều cua lắm. Không cần chim nữa đâu. Con này khá to à. Mày, chết đi. Cô mày bắt được mày rồi nha. Vừa hai em cũng bắt được nó ạ. Cô mày bắt được mày rồi. Mất mất cái càng. Đâu? Đây anh. Con này nó ở dài thật. Đây, đây này, to lắm. Yeah. Móc tay luôn đây đấy. Gãy hết chân. Con bên chân rồi. Cho vào đây anh. Móc mãi nó cũng đi. Nó đơ luôn này. Ô, được túi tua to phết rồi nhỉ. Túi to gì gì. Đi, phải tập trung lại chỗ. Đây. Ý, bộ cái gì đấy? Cua. Đâu? Cua. Đây. Ồ. Nó ở cửa hang. Năng suất đấy. Nó ở cửa hàng đấy là đi đến nó phát thập thò phát là mình chủ phát là vào ấy luôn. Cho vào đây anh. Ấy. Nhiều phết. Đây còn rông nữa. Đây rông này cao này chồng này. Đâu? Đây. Nhưng mà có cua thì không biết. Ê, nó mọc vào trong rồi. Anh đưa cái xa bay bè anh em mượn. Ừ, rậm quá. Ê thôi, mặc kệ cây rồi. Ê thôi, thà. Không. Thà làm sao rồi. Móc cái mượn thử. Móc đây. Đây. Úi trời, đâu? Đây. Bới em phát có luôn. Con này đẹp chưa? Chưa dính đất luôn đấy mọi người ơi. Con này ở ngoài đúng không? Ở ngoài. Con đấy ở ngoài. Sạch luôn. Sạch, đẹp, tinh tươm. Đẹp chưa? Mới vừa được. Ở mấy cái mả ấy hay có lắm, nó đủ lên này. Như lộ dế rồi. Anh Tô, xin con này lên đây. Đâu, đâu, đâu. Đây, đây. Con này trước đi. Đâu, con này giữ nó rồi. Giữ bằng cái que. Anh sấn con này trước đi. Sấn, sấn nhẹ đâu, nó đang ở bờ. Sấn đi, sấn đi. Sợ không sấn được quá. Ôi, thôi, 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 thôi. Sấn từ đằng này. Sấn. Anh giữ con này đi. Thôi, thôi, thôi. Anh giữ con này đi. Em đi ra. Nó vẫn ở đấy. Nó vẫn ở đấy thôi. Thì con dao của anh gương. Ôi, thụt mất rồi. Thụt mất rồi, camen nhảy không phát thụt mất rồi. Bắt con này đi. Cái hang sâu vậy đây. Con đấy đâu? Đây như. À, sâu vậy đây. Đây như ngay đây, canh một găng tay. Tụ đấy à, móc à? Nó ở đấy em lấy que em chặn luôn. Ê, con cua con. Cái móc đâu? Thấy ô, lấp đất rồi. Anh đào xong rồi. Hai con mà không được con à. Ui, gậy mất kỳ que rồi. Thấy chưa? Đây. Móc lại. Móc lại. Cái con này nó thụt mất cái cây nhỉ. Tí lại lên. Được chưa? Lên. Lên. Cái cặc cặc này. Vậy càng chắc cái chân. Nó bám chắc lắm. Lên. Này. Thế. Yeah.
to thế. Em nhìn rồi. Ý con này to nhở? To thật. Con đây cũng không bé đâu. Con bên này cũng không bé đâu. Thôi cho cả con này vào vợ vừa bắt được. Mồi cho cua. Bắt canh cua. À đây. Ném em cái thuổng. Ê. Anh đào con này. Thế anh đào đi. Mồi này cũng nhiều. Đây rồi. Lên. Ui giời. Con này luôn anh Trung ơi. Con đấy luôn à? Con này luôn. Đâu? Đây. Lên chưa, lên chưa? Thập thò đây. Cái lỗ này chỉ sâu khoảng 1 gang, 2 gang tay thôi. 1 gang, 2 gang. Đây, bỏ đây. Đấy, em bảo con này không bé lại cơ. Xuống đây luôn à? Đấy luôn đấy. Đồ đấy luôn. Nhiều cua thật đấy. Cứ một rông là một cua. Một rông là một cua đấy. Con này nó không nạn, nó trêu mình. Cứ thập thò cửa gang, hàng nó lại quay xuống. Bạn nhìn thấy nó rồi. Có con dao chọc đây giờ nó không trốn được nữa rồi. Lên thôi. Lên đi. Lên đi. Sạch sạch tươm luôn. Ôi thôi. Ôi. Làm gì còn lỗ nữa mà xuống. Đẹp thế. Đẹp chưa mọi người? Con này về thả bể cảnh đẹp phết đây này. Nhưng có biết nó ăn cái gì đâu. Nó ăn thịt ăn thả này như cua bình thường này. Cua mình ăn gì nó ăn đấy. Đẹp nhở? Ừ. Mấy con này sạch sẽ. Đây cái cua này. Thấy chưa? Sao nó dại thế nhỉ? Không biết. Nó ở ngay trên vậy. Ê. Ui. Ngon rồi. Đâu? Túi đâu? Huy cầm. Huy cầm rồi. Dại quá vậy. Này dại quá. Còn cái này xem. Ừ con này sâu tít một tấc. Đây, nó cứ rông như này. Nhiều rông nhỉ? Ừ. Nhăn nhở. Cua bỏ đi bờ anh xin luôn. Đâu? Đây. Ô có bị vậy? Đã vào tay anh là của anh. Mía vậy mà. Bạn hết. Hôm nào mưa mưa lên đây mang cái bể đi. Không, vợ thích tôm may lắm rồi đấy, hôm nào đi đi. Tháng nữa. Tháng nữa nhá. Cho bọn này lớn lớn đã. Chú ở đây là chú có 25 hecta để chú. Đâu 7 hecta. 7 hecta. Hôm nào buổi tối mà mưa cho anh em cháu ở đây soi buổi nhá. Okay. Cháu đi đi quay video mà. Chúng bắt dạ, cái này cũng nhận dạ, ham thật. Sao sao cứ ra vào là đóng cổng. Dạ. Dạ vâng. Chị ý đi ở đồng bà, chị ý đi lấy măng, lấy giếc ở đây này, chị ý đi qua đây suốt, nhưng mà chị ý thức lắm, cứ ra đóng vào mở. Cũng vậy. Ừ. Vâng. Trước đi đưa bọn cháu đi tìm người, là tìm chú Khánh. Ừ. Chú buồn buồn, chú lên YouTube tìm kênh Huy Anh TV chú nhá, xem kênh của bọn cháu. Huy Anh TV. Vâng. Bắt ở đây sướng thật đấy, không muốn vẻ đấy. Từ đây nó lại không có mà. Huy Anh TV. Vâng. Cái này được nổi đấy. Được nổi đấy. Đi ra gọi đại ca xem. Vâng. Okay. Khá mệt nhưng mà vui đấy. Nhiều ấy. Vốc. Các bạn cháu lên phép thì đi đây. Con nào tối bạn cháu vào đây. Ok. Cháu cảm ơn ạ. Cháu về đây ạ. Rồi. Cứ tạo điều kiện cho các anh chị. Ế dồi ôi. Con châu chầu đúng anh. Úi dồi ôi. Con này to hơn con của chồng. Đấy. Nãy em vừa xảy một con nó lận xuống cỏ mất. To nhờ. Đây chú ơi con này con châu lau. Đấy, nãy cháu bắt được con châu tía. Nãy bắt được hai con tía. Chú lâu là hay đậu ở cây này. Vâng. Sáng tháng vào đây bắt bữa tôm rừng. Nãy cháu thấy nhiều lắm. Ừ. Nãy bỏ vào anh. Bẻ cang đi. Tí bắt xong ăn con này đấy. Bẻ cang đi. Thích lắm. Con này nó mới mềm. Vào đây. Chú lâu. Yeah, nhiều nhờ. Nhiều phết gì đi. Em mấy con tôm bay cháu chết hết rồi. Mấy cái cô này cháu cắp hết rồi. Cháu tin tin nữa là chú mừng. Đây anh ơi. Cháu tím tím đây. Cháu vừng. Cháu vừng. Vừng to đấy. Bác bảo cháu vừng. Bắt càng đi anh. Nãy xảy con to lắm con cái. Sợ không phủ khô nhưng mà đây thiếu gì khô giòn luôn anh ạ. Ngoài kia thôi. Kia ướt lắm. Ngoài chỗ đại ca thôi. Ở đây khô giòn luôn. Cái đại ca đánh được chi phút rồi chưa? Chưa, vừa điện rồi không có. Nhớ đâu giờ có hay sao? Là một mồi 4 con là được. Hôm nay mang cả ngân sách quốc phòng đi mà. Sợ thất bại cơ mà. Nhưng mà tự là sau vào đây là chắc không phải mang đâu. Ở đây nhiều đồ săn bắt lắm. Nhiều đồ săn bắt lắm. Vậy đủ đấy. Ít vậy thôi ý anh. Càng nhiều càng ít.
vậy thôi. Bây giờ anh Trung đang đi đón bác Thông. Bác Thông thì hôm nay hình như là không đánh được con cút nào ấy, nên là đang tức, muốn ở lại đánh bằng được. Mình ở đây ngâm cua trước đi. Rất may là mượn được cái khu lán này của bác chủ rừng ở đây. Bác ấy cho mấy anh em cắm trại lại tại đây nên là sẽ ập thực ở đây luôn nhá. Đổ luôn vào. Không, nó có mấy con tôm bay không muốn đổ. Đổ vào mình nhặt ra. Đấy, đổ vào. Cuốn đất nhỉ. Cuốn này làm đất quá. Tại đào ao cá nhặt tôm ra đi cả. Tôm này, châu chấu này. Hôm nào nhất định vào đây làm một bữa tôm bay. Con cua nó ăn này. Nhưng mà con tôm bay nó béo nhỉ. Béo thật. Béo thế. Đấy. Tí bác Thông khoái mấy con này lắm đây. Các bạn bảo hay giờ đi bắt. Đầm lúc tan đất rồi đã. Rồi. Đâu con nào quả trứng đâu. Nhiều trứng lắm luôn chồng ơi. Ừ thế thả nó đi. Thả con này đi. Thả nhá, ừ. Thả đúng ra cái rãnh hôm nọ nhá. Thả đúng ra cái rãnh đấy, lần sau còn có cái mà bắt chứ. Thả có một con đấy. Đấy, hôm nay nhiều mồi mà. Vứt luôn cái rãnh đây này. Thế nào? Thẳng trước mặt có cái rãnh đấy. Tưởng nó rãnh của lãi. Thả đâu cũng được. Mấy con có trứng thì thả đi. Lần sau có cái mà bắt chứ không tận diệt hết không được. Được gì không bác Thông? Cháu bắt thêm được ít cua nữa đấy. Bắt thêm cua nữa? Bắt thêm đấy. Ê, thằng cua nó bỏ ra kia vậy. Đâu? Con ý chết rồi, con ý chết. Đấy, em chết à? Bỏ ra đấy. Chết, vừa chết được. Con ý nó huy sấn vào, lấy con dao sấn vào nó. Ăn được hết. Nó vừa chết không. Bác đánh được mấy con? Được 3 con. Yeah, 3 con vậy hôm nay nhiều đồ ăn quá. Thôi ăn cua. Yeah. Chỉ ăn nhiều rồi thôi à? Làm luôn nha anh. Làm đi dã đi, mang cả cối đi cơ mà. Chắc biết chắc là vào được cua rồi. Có chòi gạch không? Có. Thế gạch còn nhiều gạch vết đấy mọi người. Nhiều gạch lắm. Vào đây. Đây bỏ luôn mà. Đây đủ lắm. Đây này. Cả lọc luôn. Đây bỏ luôn đây nha. Mai bắt đây. Mai bắt đây cho. Cô bỏ luôn. Ừ. Cả. Sao to nhờ. Nó này nằm đơ hết rồi. Đâu? Đâu. Nó đang ngây sợ đây chứ. Cho gạch vào đây. Ô măng chảy không anh? Có chứ. Cứ màng cối là có chảy. Không lo. Chả ý, cần ý. Bỏ ra. Bỏ. Bỏ ra. Ừ. Bắt tay một tí. Kéo con kia ra. Nó nhảy ra. Ê nó nhảy ra hết rồi. Một đội quân tinh nhuệ. Bỏ cái này thì nó chảy ra. Thôi tí đằng nào cũng phải rửa lại. Trông nhìn cua này. Cua nó vàng nhỉ. Cua này nhìn nó vàng. Đưa em kêu gạch cái đi. Anh dã cua này. Chiếc cái cảng nó to này. Này nó lắm thịt lắm không như cua mình đâu. Biết ăn ngon như cua mình không nhỉ? Ăn không ngon bằng cua mình. Không ngon bằng cua đồng à? Không ngon bằng cua mình. Nó ngọt nên nó ngọt nhạt. Nó không đậm. Nhạt nó không đậm. Nó không đậm cua như cua mình. Nhiều gạch quên mọi người ạ. Nhiều gạch đấy. Cua này nó cũng nhiều thịt. Không như cua đá ở mình. Nhiều gạch nhỉ. Nhiều gạch hơn cua đồng mình chứ. Nhiều gạch hơn cua mình đồng mình á. Nhiều hơn thật mà. Nhiều lắm. Đại ca phải bảo dã 2-3 lần mới được. Thế à? Nhiều thịt quá. Cái gì đấy? Mai cua. Mai. Ê, nhiều thịt thật. Nhiều mà. Nhưng mà thịt nó màu trắng. Thịt màu trắng. Nó không vàng. Chắc ăn đá nhiều sao?
trắng nhỉ. Nó không vàng như cô đồng. Ngon mà. Đấy, cái chung này nhận làm đầu bếp à? Ừ. Này là món bún riêu cua. Không biết cua này ăn có giống cua mình không? Không biết nó giống không. Nhiều giá thịt. Thì nhìn màu thì nhiều thịt, màu thì nó hơi trắng trắng. Cái nhiều thịt là ngon rồi. Như đi nữa thưởng thức thì biết. Đi thưởng thức thì biết. Thưởng thức thì biết. Quan trọng cua ngon là cách chế biến có ngon hay không. Cua ngon mà không chế biến ngon thì cũng không khảnh không ngon. Mà dành thịt cũng không có củ hành vẫn đi. Nó núi thịt chó chả có củ riềng vẫn đi. Vậy sao này nó vàng lên lại. Nóng phết nhỉ. Hôm sau mưa anh em vào đây soi buổi tối anh chúng. Ừ. Cua nó mới ra nhiều. Nước khoan nhiều. Mình nay đi ban ngày với lại nó cạn nó cứ đào trong hang nó ở trong hang hết. To đi anh, có cháy vật. Sao nó không bụng như em chết, nó hư giảm nhỉ. Môi ấy, phải môi lửa to lên. Mai cái này chú kiểu hay ở trong này nhỉ, có cả kiềng luôn. Chú nó hỏi bảo chị có mượn xong nồi không, bảo xong nồi bọn cháu có rồi. Cái đóng cọc là dễ đổ nhất. Cái này có mà đốt co và cháy mấy cái nồi không đổ. Lần trước mình còn trước kia sò cái nồi nó đổ thế mà mình bị oan là đổ nồi cháu. Đấy cả nhanh tay thêm tí nữa. Ừ, giơ tay đến đây rồi bắt đầu nó đổ gì. Anh nhìn thấy nó nguy cơ rồi, anh đang chặt lá đấy. Biết vậy đấy anh bê luôn xuống nhỉ. Bê luôn xuống thì không đổ đâu. Ngón tay gần chạm vào khoảng hạm 3-4 phân nữa là đỡ được. Anh đang cho cô ý chặt cái lá để. Đúng rồi cái lúc rơi. Có nghĩa là đúng rồi cái lúc nó ngỏ quá rồi. Tai nạn bất ngờ. Rất nhiều rồi. Cái này chắc bị nát thôi mà. Chắc ngon hơn. Cái nắp ra nó như tí nước to mà nhìn nó như mỏng. Tiêu. Thì chúng đâu? Cháu mới lấy cho anh chung mì chính cho cái nàn thôi. Không làn à? Sao sao không được? Cà chua bở ấy. Đấy, xào nước đã xanh xanh lại rồi nhỉ? Cũng mang một lát cà chua thì không, cà chua này chắc được. Này, quên môi. Giờ thiết kế được đâu có mồi. Đấy. Hả? Tí đổ hết mắm ra, xong anh cắt cái này làm mồi. Không. Anh chặt đi à? À biết. Em thấy anh ngắm ngắm thì em biết rồi. Cũng được. Để anh tí ra gò tre kia xem có đoạn tre nào nó ống không để anh chặt. Được. Nhiều lắm rồi đấy. Không, không à. Bác tạm ra đây. Bác cẩn thận nó bụi vào nha. Cái giả đấy. Đấy, cái cà chua mà nó cà chua nó bất non là nó không bột nó không chem măng bột không có chủ đấy không xin được che lấy che ngọt hậu rồng che ngọt hậu rồng già hết lại rồi có cắt cái kia ra làm bụi được không lấy cái cốc này đành chịu thôi biết sao giờ quên cốc không được cơ mà sao anh đang định vào đấy anh kiếm đoạn ống tre xong anh làm kiếm thịt. Cây măng không, anh băm thịt cho anh bỏ vào ống tre nhưng à nếu mà như thế ấy ở kia có một gò tre. Ăn cắp đâu được ống dài thế anh? Ăn cắp đâu được ống dài vậy? Xin chú đoạn tre của ngọn. Có người đấy không? Không. Không, nên bảo xin chú. Các chú xem video. Cái tre cột ngọn này. Tre cột ngọn này nó không có... Chặt đi nó càng lên mầm mới. Chặt đi nó càng lên mầm. Sắp thôi này. Lấy cái đất dưới chứ à? Dạ? Đấy, lấy luôn cái đất dưới. Đất dưới á? Ừ. Chắc định đất dưới, à đất dưới cũng được. Ôi. Sắp xong rồi. Ấy mà cái này nó non mà. Ừ, cái cột ngọn này thì nó nguyên nước cái mình. Cái ra làm gì cái dao lại chặt được như này. Cái cột ngọn này nó nguyên nước cái mình. Ta nhồi thịt vào đấy. Thịt ống nam à? Hả? Thịt nam. Thịt ống tre gì? Thịt ống tre. Ô, có vớt cái cặn này ra. Ý ký là cái gạch đấy. Ngon nhất là cái cua đấy. Mà một khoảng nắp ra trong cái nồi giống như đưa nước lạ. Cho vào nha. Đó là trả lời đấy, trả lời làm gì. Nó nói trêu vậy. Chả phải trêu nhưng mà đun nó lùng như vậy là chả còn gì. Sao mà nấu chỉ là 20 con cua bằng chúng nấu 1 cân cua. Cái cân cua chả nhìn thấy cái ít cái à. Tráng hết cả cái ý vào cho nó ngon chẳng ạ. Ok.
Con nấu chỉ cần chưa đến 20 con. Thế mà không để bác nấu. Tuyệt vời. Thế mà bác không. Lần lần sau bác nha, để lần sau bác nấu nha. Nay chú ăn thử cái món cái gì nhỉ? Thịt nướng ống tre này. Thịt lam. Chú ăn món thử món này chưa? Thịt nấu cơm lam chú chưa ăn bao giờ. Nay ăn thử nha. Hôm nay mới được ăn. Này tạo tiện tí món này xem. Hôm nay với các cháu làm bác mới được ăn. Bác chưa được ăn nó. Còn các thứ thịt bác ăn chả thiếu bạn gì. Dùng hào cho dùng hào ngon lắm. Quá tuyệt vời. Thơm nhức nách luôn. Nhìn đẹp nhỉ? Dưa cái này vào nhìn đẹp nhỉ? Sa tế vào. Có sa tế đâu. Ủa em tưởng lọ đấy lọ sa tế chứ. Không. Lọ mì chính mà. Lọ vừa xong không phải nước mắm à? Không ạ. Không. Dầu hào ạ. Dầu hào. Đặc gì? Tất cả đều là. Cứ nướng tí nữa nó chảy ra với nhau hết đi mình. Bác Thông lại tưởng nước mắm mà bảo sao mày cho nhiều thế. Đẹp nhỉ? Thì cái này đẹp đấy. Cho ống tre gác gần đây à hay vứt kiểng à? Gác vứt kiểng. Gác kiểng. Gác kiểng đốt. Cho đốt nhiều củi. Đốt nhiều củi quá thì sợ nó cháy. Cứ đốt đi. Cái ống tre này dày lắm. Cứ đốt đi cho nó có cơ than. Đốt to lên em ạ. Ống nứa thì sợ cháy rồi ống tre này nó toàn nước. Ống tre này, tre non này nó tích nhiều nước lắm. Khiếp bóp gia vị không nhìn nó cũng đẹp nhỉ. Ăn đi. Nhìn muốn ngon rồi muốn ăn luôn chứ không em ạ. Muốn ngoạm luôn nó một phát. Tao muốn lấy rượu đã uống luôn. Chú này có mang ấy có tiểu đi không? Có. Lúc nào bạn chưa có. Nay là 14 đấy, mai là 15 đấy. Mai rằm tháng 7. Mai rằm tháng 7. Mai sẽ nghỉ nhá. Người ta bảo đi vào rằm tháng mai 7 là mình làm một chuyến sinh tồn trong nghĩa địa. Mai là rằm tháng 7 là ngày rằm xóa tội phong nhân, tất cả những con người trên đất nước Việt Nam này cũng như thế giới ai cũng được miễn giảm, nếu tù tội được miễn giảm. Còn... cả thế giới hả bác? Ừ. Còn gọi là xóa tội phong nhân như. Tối mai làm chuyến săn ma ấy. Tháng 7 ngày rằm xóa tội phong nhân, nhưng mình vậy nhà nào cũng đến cúng ngày mai là hết, đốt mã cho cụ hết. Anh gửi tạm đây nhá. Okay. Có mấy thanh đồng phụ cho luôn đây không? Cho luôn cả vào trong ống tre. Cho luôn ống tre nhá. Cho luôn cả cắt cho vào ống tre. Nhưng mà bác Thông ơi, người ta bảo là cái ngày rằm tháng 7 là nhiều ma nhất, có đúng không ba? Không, chính ngày rằm tháng 7 là nó không có ma mấy. Sao vậy? Nhà nào nó chỉ những cái ma vương vãi, những cái vong linh, vong hồn chết oan chết uổng ngoài đường không có nơi ăn chốn ở thôi. Còn tất cả tổ tiên nhà nào họ cũng thắp hương ngày rằm để mời tổ tiên về nhà họ. À đúng rồi đúng rồi. Lấy cái lá. Lá chi á? Lá múc. Lá nào cũng được. Lấy xong để nửa lên mà đốt. Lá xoan. Lá xoan cũng được. Lá xôi còn bùng lên đấy. Không, lá xoan nó đắng ngon rồi. Hai cháu ơi gác vào đấy. Dạ. Đợi cháu tí đã. Sao chứ bao nhiêu con là tôi uống đủ mà. Đấy, chào bác cho bác ăn đấy. Chết cháy. Ăn ngon chết người. Đấy, đốt lên tí chín luôn. Không cháy được đâu. Ống tre này nó ấm nước còn dày lắm. Lần đầu tiên ăn thử món này xem. Nó hơi thiếu gia vị. À, ngoài này nó hơi thiếu. Không có gì dùng vậy thôi. Đi rừng nó cứ như ở nhà đâu mà ở nơi quán xá luôn. Có sao dùng vậy. Ý, bây giờ nó bịt kín quá nó hiểu đại bác nhỉ. Đi nó bắn một phát. Không, nó cháy là nó sôi lên là cả cái đậu phụ đấy nó cũng có cái nước sa tế kia nó vào. Bác nướng con hoang dã này. Theo bác nướng lại cháy đen. Để bên già bên ngoài vậy. Đã chín hết rồi, thịt đã chín chưa Huy ơi? Chưa, sao chín chưa? Cháy cái vỏ ngoài rồi. Anh xong cái môi này. Sợ bên trong chưa chín đấy. Hai đun thêm tí nữa. Cái đun thêm cái chắc thì đổ ra rồi là không cho vào lại được. Không biết tí múc được không. Cái cài nhỉ? Múc vài bó lên. Gáo rửa. Trông cũng giống nhưng chả biết cái này là trước là hai múc rượu này. Rửa sạch và đít, cái đít gì anh? Đây, cái sạch hết thì anh gọt mà. Đây này, thịt chín rồi đây. Chín chưa? Ngửi đi. Chắc có phần dưới chín, còn bên trên chín chưa thì em không biết. Bên trên là có đậu thôi, có bên dưới thịt rồi. Này. Thịt dưới đâu? Thế đây à? Thôi, nước cái tràn lên trên này. Thôi, nước cái tràn lên cái nút đi. Hai đi, hai bác ra đi.
ra ăn đi. Đây đây, cho cái xoang kia lên. À ừ, cho cái xoang kia lên nóng lại đấy. Đúng rồi. Thế vậy bác cái này ra. Mấy con hoang dã của bác Thông được cái này. Cháy đen. Không, cháy cái rác bên chín đen. Cháy đúng cháy. À, chín đen. Rác bên ngoài. Đen. Lục địa xanh cốt của bác Thông này. Cho vào phát là mùi hành hoa. Bác Thông được rồi. Ừ, nóng quá, nóng quá. Bác ra ngoài con Thái vào. Thôi, còn tay nữa đâu mà bác Thái nốt. Nóng chưa? Nóng lắm. Này hơi lâu. Ngon lắm. Thơm nhá. Thơm quá. Cái này nghe mới hồi hộp đây này. Không biết có chín không này. Chín có mà chín lừa ta. Lừa không chú? Lừa ta. Chín nếu mà hồi hộp là không biết có chín không, xong rồi chín rồi lại không biết có ngon hay không. Sao? Ngon không? Thơm à, ngon. Nghe có mùi bốc ra, thơm có mùi đậu phụ mà không biết. Ngon. Chưa thấy mùi thịt chứ. Vậy nhưng mà nó dẻo rồi. Dẻo ui, 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 nước, ui. Nước nước ngon đấy. Húp luôn, húp luôn. Thơm lắm. Ê, lấy cái bát hứng. Lấy cái bát. Cho cái bát. Đây, cho vào bát đi. Nãy nó sôi nó quạt nước cái đầu đằng này. Cái nước này ngọt lắm. Nước này thì nhất rồi. Nước này chan bún này ngon này. Đổ vào nồi canh chua nha. Cái này như thịt vẫn đang tái tái chứ không ạ? Chưa chín đâu. Nóng lắm. Cháu. Cháu Huy giới thiệu đi. Mời các bạn cho lấy bún cho bác ạ. Không, đấy yên bác đang nhắm, đang nhắm, nhắm. Không, ăn trước đi xong rồi nhắm. Không, chả chơi bài vậy. Không lại hạ cánh. Chơi bài vậy mệt lắm. Cháu cứ phải làm tí bún, tí rau tí bún. Anh Trung đưa bát đây, lấy bún không? Từ từ anh nhắm, đang nhắm đấy. Anh nhắm à? Ừ, không phải, anh nhắm những cái này thưởng thức trước, không bún anh thưởng thức sau. Đúng rồi. Không bà các bạn. Thôi, đầu video thì mấy bác cháu mình xin phép quảng cáo nhá. Mọi người mua cam mèo đen điều trị bệnh đau nhức xương khớp ấy, thì mọi người mua ủng hộ bác số. Mọi người mua ủng hộ bác cháu mình qua số Zalo là 0972267710 mọi người nhá. Trong cái video trước thì mình có đánh nhầm số điện thoại là số 6 thành số 5 nên là mọi người thông cảm giúp mình nhá. Rồi edit video trong lúc buồn ngủ quá nên hơi nhầm. Dạ hôm nay trong rừng là có bữa ẩm thực cua rừng thôi. Hơi nhiều ruồi. Có mỗi con này. Nó ngửi đi mùi thịt. Có mỗi con này. Có mỗi con thì anh tiêu diệt nó đi. Cho nó đi Mỹ luôn. Cho nó đi Mỹ luôn. Thôi rồi nó sợ nó chạy rồi. Nói giờ này đó trời đã về trưa rồi. Trần Thông và cùng các con các cháu hôm nay đi ẩm thực trong thực ra mà nói với các bạn đây là một nơi rừng hoang núi tạnh. Nên là điều kiện nó cũng thiếu thốn mà bác cháu tôi đã xây dựng được bữa cơm rừng này. Xin mời tất cả các bạn bè trên tất cả đất nước Việt Nam và trên thế giới nhé, về đây ẩm thực món cua rừng nấu cà chua. Làm là đây, đậu phụ để ăn bún. Chìm hết đấy gạch còn rồi. Còn đây là báo cáo với các bạn. Đây là thịt nướng ống tre và đậu phụ nhồi. À chết, chết rồi, chết đi. Chết đi, giỏi. Thằng này có bàn tay sắt rồi. Rót tí rượu không ấy. Để em rót. Sao giết một con nó lại vào một con. Mày, ôi trời, nó giữa rừng núi âm u này. Phụ địa thế này. Rót ra cái nắp nhá. Rót ra cái nắp. Giữa rừng núi âm u thiếu gì rồi nữa là những cung khách khổ địa ông phù hộ cho mấy bác cháu lần sau vào đây là gặp được nhiều cua, gặp được nhiều thành công, gặp được nhiều cua nhiều ếch. Không chết giết một con đâu nó vào đây hai con, nó thù con này nó nhân đôi, nó thù bốn nạn nhỉ. Đây để anh, để anh nhỉ. Cái hương đấy ruồi nó có sợ đâu. Ruồi nó không sợ, nó chỉ có mũi sợ nó thôi. Nó cũng đỡ đi mà. Ruồi không sợ, đỡ đi. Nó thấy thịt thơm quá. Thôi Trần Thông mời tất cả các bạn đây, các cháu ơi ăn đi. Uống đi. Vâng mời đi. Mời tất cả mọi người nha. Bác phải lấy một ít nước cam lộ. Không có bác nhớ nhung quá. Bác nhớ nhung quá. Từ sáng đến giờ. Thôi mời mọi người nha. Để em thử cái môi của anh xem nào. Đây. Môi này phát được nửa nồi. Ngoài ngoài ấy, nó mới có gạch. Đây. Hơi khó sử dụng, lần đầu sử dụng cái môi này.
Thôi có hơn không em ạ. Đây vậy được. Nó lại cứ vòng càng vào trong. Ngon chưa mọi người, dấm cua. Này không mất đi tí nước nào. Dấm cua rừng rất ngọt. Xin mời mọi người nha. Đi là phải chuẩn bị cả bún đấy. Hôm nay là chắc chắn bắt được cua rồi. Bún cua rừng ăn ngon hơn. Này là cầm mấy quả cà chua đi. Cũng xác định là sẽ không bắt được cua là băm thịt. Băm thịt nấu cà chua lên làm nước lèo. Vẫn ăn được bún. Vẫn ăn được bún. Ăn thịt chấm mắm à. Hơi nhạt đúng không anh? Ừ. Đây mắm đây. Cái nước lại mình cho thêm nước mắm vào để chấm. Thì ăn ướt. Cái đậu phụ ngon lắm. Đậu phụ ngậy lắm anh ạ. Ôi mời các bạn thì ôi nó dừ quá. Đúng đính luôn bác ạ. Dừ quá. Đúng đính, đúng đính. Ngậy lắm chú ạ. Ừ, ngon lắm. Thịt vào. Đây cái thịt này. Quả với cái nước mắm này. Ngon chất. Ngậy không chú? Quên chất cuộc đời. Được, nhức nách luôn. Ăn nhai hàm bên phải, nhức hàm bên trái. Thật, không nói dối. Ngon quá. Khá ngon. Này chấm ở đây ngon. Thịt trong chấm vào đây. Lần sau cháu thái đừng thái cục này, thái mỏng, lát mỏng thịt bò. Thái mỏng thịt bò. Mình ngấm gia vị nó ngon. Nó mỏng thịt bò ăn ngon. Cục này được gọi là thịt nướng. Nói xuyên thì nướng thì đúng. Đúng rồi. Cháu thái. Lúc đầu là định nướng. Định nướng. Ừ. Ôi nó tết thành một cục luôn anh ạ. Ừ. Nói chung bảo chưa chín được. Ngọt lắm. Nói chung nó chưa chín. Cháu bảo. Nó là thịt ngoài cũng dừ. Cái đậu này thì không ăn. Nướng cái ống này nó chín ác lắm, nóng lắm vì nó không có hơi ra. Chỉ lại một máy bay B-52 đến rồi mà Huy ơi. Không lại đi rồi mà. Lại đi rồi. Vâng. Nó không phát ra địa điểm. Em thấy trong phim là như này mà. Đại ca thì cũng biểu diễn rồi. Chịu. Giúp cho rau. Cưa mặt đổi. Lấy cánh. Chịu. Thử ăn bún nhé. Bún ngon lắm. Ăn thì ngon đấy. Bún này mới là bún này. Còn cái bún mà sợi nó bé bé là bằng nó làm miến ấy dúng ảo ấy ra sao. Còn đây là bún nó ngâm gạo thế cái sợi miến nó bở nó nở to như vậy. Ngon quá. Bây giờ mà ra cái bẫy cút của chú nó không thấy kêu nữa thì sao? Không thấy kêu nữa thì mất loạn. Mất thì kệ nó ạ. Mất cũng phải chịu thôi, không biết làm sao được. Cứ kệ như vậy. Vì mai là báo cáo với các bạn, mai là ngày phóng sinh cuối cùng của lễ Vu Lan. Xá tội phong nhân. Xá tội phong nhân là ngày rằm tháng 7. Là hôm nay là nó cũng nhiều thức ăn rồi, vì ăn chim cút nhiều rồi là bác cũng bảo thôi đánh mấy con về để mai đưa chân các cụ. Để thả phóng sinh. Hôm nay đánh ngày mai. Mai là phóng sinh. Mai phóng sinh cho cụ. Vậy chứng tỏ là mấy cái chim cút này là số đỏ không ạ? Không ăn mỗi thằng con. Mỗi thằng giả này. Giòn lắm à? Cháu ăn cái này đã, bác cứ để thì cháu ăn. Giòn mà ngon mà. Nhưng hôm nay chỉ đánh được ít thôi, không đánh nhiều. Nay đánh được hôm nay là mai. Chỉ đánh mấy con thôi. Mai được thả luôn. Mai được thả luôn. Xá tội vong nhân. Xá tội luôn. Xong là vớ vẩn thằng khác lại đến nó bắt này. Lại đánh. Ngày kia lại đánh lại. Không, không được, mình đánh không được nữa. Đố mà anh được nữa đấy. Nó không khác thì mày nào trong nhà tù, mày đã ra khỏi tù rồi thì. Chứ thả ra mai lại đi đánh. Vậy mai chú phóng sinh ra chỗ cái cửa nhà chú cho nó đẻ đấy. Đúng rồi. Sinh sôi nảy nở. Không bao giờ đánh lại được nó nữa thì. Không, nó thì nó đẻ. Đẻ đấy. Ôi, thì nó đẻ đấy rồi. Mà. Nó đẻ đấy rồi. Mai phóng cái đấy rồi, cúng xong phóng cái đấy rồi. Bọn này may nhỉ? Nhưng bọn nó bảo số nó hên. Ông thầy ông bảo phải nhiều hơn chục con, bảo không, tôi chỉ có phóng ít thôi. Gọi là phóng sinh thì cốt có chim phóng là được, nhiều ít không quan trọng. Đánh nó cứ được nhưng mà nó được nhiều. Đi mua thì không có. Thế là vậy thôi. Ngon không? Men đói không? Đói tắt máy ăn. Mọi người ăn đi. Các men ăn luôn đi, còn đói lắm rồi. 1 giờ chiều rồi ai cũng đói mà. Ừ. Không, bác sáng bác làm được bát bún rồi. Đây, ăn thử đi, cứ ăn thử đi. Không, em không ăn. Ma đây. Đầy trứng như này. Ma đây. Ăn thử con này xem. Ma ăn vào phát ngày mai sinh con thứ bụi. Ê. Ôi thật. Ăn thử đi. Ô. Bác có thế cho ai luôn đấy. Trứng hoang dã đây, trứng hoang dã đây đây. Ê, ngon. Châu hoang dã. Châu đấy. Ngon to như vậy đấy. Mai đẻ con nuôi mà. Ừ. Ôi giờ không. Dần dần sẽ có con túi bụi. Rồi, cháu ăn luôn. Ăn luôn đấy, nhìn thì khôn, cái trứng cả ngày lắm. Trứng luôn. Nay phải đẻ một đàn. Không có một loại trứng gì ngon mà trứng châu chấu. Thật. Bác có nói dối.
ngại không? Bùi lắm, ngại lắm. Bùi nó ngại. Thế chê mà không ăn. Thật chê thì Huy lại ăn mất rồi. Huy chê phát bác thông cướp luôn. Ngại không? Ngại không? Ngại không? Ngại không? Ngại lắm. Ngại. Đấy anh lừa mày cái hôm gì sau đâu? Vào đây một chuyến đợi cái bọn này to đã, xong mình mang cái vợt đi. Không cần, không vợt ban ngày. Tối vào đây soi. Nhưng bác tối bác có đi được đâu? Đi nhưng bác chỉ không ngó thấy thì đi với chúng mày thì chúng mới soi. Bác ngồi bác canh lán với canh xe vải lung tung gì. Thôi bác đi, bác ngồi bác ăn bác ủng hộ cũng được. Không tao mà, không bắt được đấy. Nhưng mà ban ngày vẫn chụp được. Không chụp được. Nhưng khó bắt lắm, bay một con. Này chỉ thích bắt cua. Lần đầu bắt được cái cua này sướng. Cua này thề luôn. Cứ ra cửa sông chú ạ. Cứ ra cửa sông hết mới nhanh tay mà đi nhọn nhàng là lấy cái dao hoặc lấy cái gì que chọc dưới rồi, sông nó phát đấy, nó không xuống nữa. Như kiểu hôm qua mình bắt chôm chôm ấy. Đúng rồi. Đấy kiểu phải chặt đằng trong. Cái nhưng mà cái cua này mà bắt mấy con mà thả vào cái bể đẹp cực. 5 con mày về mày làm với tao cái bể kính bé thôi. Chiều rộng khoảng 25 phân, chiều dài được khoảng 30 phân. Tí ăn xong em ra em bắt mấy con về em nuôi. Ô vợ có cái bể. Đấy. Ở đây. Nuôi cá. Nhưng mà xếp mấy hòn đá vào đấy thôi. Tí ăn xong bác cứ ngồi bác ngủ, cháu đi ra cho bắt mấy con về cho nuôi. Được. Cũng được, ra thăm mấy cút. Ra chắc lấy mất rồi. Ra chắc lấy mất rồi. Cả loàng ở đây cứ lấy mất rồi. Thôi ăn nào cũng vậy rồi. Đằng nào cũng vậy kệ mẹ. Ngồi ăn uống thì đã. Không ai lấy của bác đâu, nay thích điểm bùa đấy rồi, thằng nào lấy về tối chỉ đau bụng là chết. Ơ thật, phải tìm bác thông vội. Cái chưa, hôm nay bác mặc áo rồng, bác yểm bùa. Đấy. Ngon lắm nhỉ. Ngon. Thật vời, thế. Ý, ngon thế. Báo cáo với các bạn là đất Gia Sinh này là một đất rất kính yêu, rừng thương nước độc. Đây các bạn nhìn rừng núi bao la này. Rừng núi bao lơi trùng trùng điệp điệp, rất nhiều các loại côn trùng hạo hán, những con rất độc và những con rất lành. Côn trùng hạo hán chứ. Côn trùng hạo hán. Đấy. Những con nó kinh lắm, vớ vẩn hồ chúa là ở đây đầy. Ông cái hồ chúa với chăn thì ở đây chắc chắn có được. Thì là bác đang nói là côn trùng hạo hán ấy, là loại đấy, đấy loại bò sát ác liệt đấy. Nghe như anh hùng hạo hán. Nhưng mà loại đấy là không ấy được. Là đấy mình không bắt được, mà không dám bắt đi, nó bắt để làm gì? Con đấy là cấm, nghiêm cấm bắt. Không bắt được, mai họ về tới nhà, mình mang chưa về nhà, họ đã về tới nhà rồi, nó gắn chip rồi. Mà mình bắt con đấy làm gì? Không bắt, mình cũng phải có cái bảo tồn hoang dã đấy lúc nãy. Được các bạn chim cút bắt thả ra con đấy gì. Như bảo vậy thôi, để vậy. Chỉ cứ đã lấy ít thôi, không lấy nhiều. Nhưng hôm qua chôm chôm như kẻ bắt được hàng cân, nhưng bắt chỉ có bằng vậy là vẻ. Tại vì không bắt được nữa. Không phải. Muốn ngủ quá. Mệt rồi. Thật đấy, bác nói thật đấy. Còn bắt nữa thì vẫn bắt được sáng đấy. Người mệt là đau lưng. Không, các bạn nếu mày thương bác. Vì hôm qua là bác có một cái ca khó mổ. Ca khó đẻ nên là hôm qua mà thức đến sáng là chắc ngày hôm qua chết đi tạnh khô đi. Là vỡ mặt đi. Nên là hôm qua phải lo cái công việc này. Thế tối qua chôn xong là về tối qua mơ chưa? Chưa mơ. Chưa mơ kìa. Kiếp thế để chắc tối nay họ thả ra tối mai rằm họ thả ra mới mơ. Chắc chắn không vậy. Dạng sáng nay. Dạng sáng nay sẽ mơ. Dạng sáng mai. Dạng sáng sáng mai. Dạng mai. Mai mới mơ. Tối mai đánh luôn. Hãy mơ bác bảo. Mơ bác bảo tối mai đánh luôn cho nóng. Ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Ngon rất. Này nó không khác gì thịt này, cho vào đây ngấp gia vị này đúng như kiểu thịt mình nấu cái gì đây. Thịt vừa ấy, thịt ngon mà. Thế nó gọi là nấu ngon mà. Nấu kiểu gì nhỉ? Nấu kiểu ăn bánh mì nhỉ? Sốt. Nó nấu sốt. À, sốt vàng. Sốt vàng. Miếng nào cũng to à mày. Miếng nào chẳng to á. Cháu Thái định nướng mà. Nên cho Thái kiểu này. Thái kiểu thịt bò. Đúng rồi. Cái này là sao Thái sẽ thái mỏng. Thịt bò nhưng mà miếng to như hai đầu ngón tay. Đúng rồi. Nhiều thịt nhỉ, cua này nhiều thịt nhỉ? Nhiều gạch. Đấy, nhiều tôi gạch bảo là nhỉ? Cái cua này nếu mà biết nấu được cái vầng của nó kín rồi. Đúng rồi, nó phải nổi lên. Nó nổi kín rồi nhưng mà cháu mà đun nó sôi to quá. Thôi nướng ở trong nồi hết. Chỉ thôi mình nhìn nó không đẹp thôi. Không, căn bản là mình đun củi mình không kiểm soát được lửa đâu. Căn bản là đun sôi rồi xong lại bắt xuống xong lại nướng thịt xong lại bê lên đun lại. Thịt này là phát sinh này. Mà thực ra mà nói đun lại, xin báo cáo các bạn thông cảm, nếu mà nói mà ăn được giấm cua mà nấu hai lần thì không ai nghe được. Vì đã nấu lần hai là xác cua là ăn không ngon. Đây là phát sinh. Đây là mình phát sinh thì các nhưng bạn mà vẫn ngon mà. Không ăn vậy đâu. Chồng ăn đi. Vừa ăn bát nữa đi để chồng quay, đang định bật máy. Thôi ăn thế là nhiều lắm rồi đấy. Hôm đầu tiên ăn nhiều vậy. Ăn đi chồng đỡ béo. Canh cua ngon thật bác ạ. Ăn ít không béo mấy. Tí nữa thì cháu đánh ba bát.
Nhưng mà thôi, ăn đấy, phanh nải. Ở đây còn nhiều đầy. Thôi, phanh nải vào. Ăn hai bát thôi, phanh phanh chứ. Bác không phải phần. Vì bác muốn ăn đồ ngon, bác ăn hết rồi. Cháu bát thứ ba này. Ơ cháu ơi. Không có ai sướng như bác cháu mình đâu. Sơn hào hải vị, tất cả các thứ là bác cháu mình lục lên ăn được hết. Các bạn trên thế giới cũng được ăn hết. Cháu đi. Ngon lắm đi. Nhưng mà ta ăn cả cứt. Yeah. Thì bác ra cháu về chứ. Nó nhai hết. Mà cơm mới bằng lá mà. Mà bằng lá, cứt nó bằng lá mà ăn đi. Bằng lá mà. Ngon nhỉ. Camel dại không ăn nhỉ. Mày ăn là như ăn thử nhỉ. Ăn hôm nay ăn một chút. Mà cái này là không ăn này, cái sau là không ăn này. Ừ. Rốt nhỉ. Ngon tuyệt vời. Vậy dã man. Bữa nay ăn no nhỉ. No. Cái húp cái này no không húp hết được. Húp hết đi. Húp hết nhá, không được để lại tí nào thôi. Để lại cho anh chết có thằng. Vã mồ hôi luôn này. Tí men bảo chi. Các bạn ơi, bắt được một con cua đồng thì nó bình thường, nhưng bắt được con cua núi này hiếm lắm. Mệt khó lắm mà gỡ. Bắt được một con đồng này đâu. Tăng độ khó cho game là phải vào rừng bắt cua. Bắt được đồng thì đơn giản quá. Nhưng nó bắt được đồng 3 4 bác cháu từ sáng giờ cơ mà đầy. Con cua này đẹp thật. Ngon mà cua đẹp. Cua này nhìn nó đẹp đúng không? Ôi, ta về thôi, có mưa. Về thôi có mưa. Định ngủ rất mưa, cơn mưa ập đến kinh quá. Cháu ơi, nhìn cơn mưa nó vén cơn như kiểu bầm bầm. Mưa dòng. Mà trong rừng nên là kinh nhỉ. Yeah, rồi nắng núi mưa rừng mà. Giỏi ôi, kinh lắm. Và video ngày hôm nay là đến đây là mấy bác cháu mình dừng lại chuyến đi mọi người nhá. Thì cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký kênh ủng hộ bác cháu mình nhá. Nơi này nhất định bác cháu mình sẽ còn quay lại vài lượt nữa để săn bắt những cái đang bắt cái răng dở. Con hoang dã ở đây còn đang răng dở. Thôi Trần Thông xin chào tất cả mọi người và các bạn. Và cháu thần rừng ở đây nhá. Các cháu tạm biệt ông để đi về. Ngày mai các cháu về ông đón sớm nhá. Từ đây giờ về mình phải mất 3-40 phút nữa đi nhanh nhỉ. 20 cây cơ mà. Hơn 20 cây. Hơn 20 cây. Thôi đi về.